Chương trình An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào các đồng chí và quý khán giả. Thưa các đồng chí và quý khán giả, trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng công an thành phố Cần Thơ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể trong thành phố. Năm nay, kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2013, 8 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2013 và mừng Quốc khánh 2 tháng 9, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Trong đó chú trọng công tác hướng về cơ sở và đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn,